Rồi chào anh em. Nay mình tiếp tục mình nay mình đi rừng mới về. Mới vừa giờ vừa tới đây nhưng mà nay cũng cố gắng để soạn clip lên cho anh em một con hổ cùm đen này. Con này thì từ nước chơi đến âm của nó thì âm của nó thiện hồi anh em và anh em xem clip và anh em nghe tự thẩm. Và nước chơi của nó thì anh em xem, anh em sẽ tự tự thẩm nha. Mình chỉ báo sơ lược nước chơi bên ngoài của con này thôi. Con này thì nước mình ở xa của nó thì mình kích đài thì mình không có nghe nó kèm nha. Bởi vì mình kích đài là mình nghe nó là nó không có đổ gù không. Nó đổ gù rất cứng, phóng rước rất mạnh. Còn nó về tàn là hồi anh em xem đầu clip đó, nó đứng trên đầu con mồi nó đổ gù hơn 10 sạc nó mới chịu rớt nha anh em. Nước chơi và âm vọng thì mời anh em tham khảo clip rồi sẽ tự thẩm nước chơi của em nó. Con này là cùm cực đen khủng luôn đó anh em coi nè, cùm nó không biết sao mà nó cùm nó đen đen quyền luôn nha. Chim này thì chim tơ của mùa này mới vừa lên nha, nên chim nó cũng rất hung. Chim thì ngoại hình dáng đây, chim này thì bắt đã em vừa thường đã lâu rồi, hình dáng đây em quay lên thực tế cho anh em xem. Còn về nước ngoài của nó thì con này á, con này bởi vì mình kích đài là mình không có kích đài là mình nghe nó đằng xa, nghe nó nước xa của nó là nghe đổ gù không, chứ nó đổ gù rồi, nó đổ gù đã rồi xong cái nó bay về đầu con mồi là bay về đứng trên đầu con mồi là nó tóc đó, nó tóc nó rước, nó gù đã rồi tới nó rước, nó gù đã rồi nó gớt xuống, nó chạy dài vô nó đấu luôn, chứ mình không có nghe được tiếng thúc của nó nha. Nên mình cũng không biết là chim có kèm hay không, nên mình cũng không có khẳng định cho anh em. Nhưng mà về nước gù của nó thì mình bao giờ khẳng định cho anh em được. Còn âm vọng, còn nước chơi của nó thì mời anh em vào xem clip rồi anh em sẽ tự thẩm. Nó chơi một chập đã rồi xong cái nó dính giò, nó bị tuột giò, cái nó sượng chim sao cái đầu cái nó lãng, nó đi ra ngoài nó đứng. Mình mới phải đuổi lên. Đuổi lên rồi đuổi lên mình mới chữa giò lại xong mình kích đài cái nó về nữa. Nó về quận sau là nó về cái đầu nó biết chỗ rồi nên nó về nó tóc là nó rớt thẳng xuống luôn là gù nó vô nó gù dài sạc là mình đưa nó về đội, bởi vì mình thấy cái clip quá dài rồi nên mình không có muốn dây dưa lâu nữa, nên mình cố tình cắm giò là để mình bắt nó nhanh chóng, nên nó xuống nó gù dài sạc là đưa nó về đội rồi. Rồi hình ảnh em nó đây. Còn về nước chơi em nó thì mời anh em vào xem clip rừng thẩm nước chơi của em nó. Ưng thì alo Q69 số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc là trên màn hình để đón một con về chăm sóc, để chờ ngày chim nó phát huy nó nổi rồi anh em sẽ khai thác và thực hiện đam mê nha anh em. Rồi mời anh em vào xem clip rừng của em nó nha. Quên chùi camera điện thoại nên nó bị mình bỏ túi á, nó bị dơ cái trước mặt camera đó nên nó che lại video nó bị mờ, nó không đẹp. Anh em cố gắng tham khảo xem giúp mình nha. Anh em xem lắng nghe mỗi nó về nó rước trên đầu con mồi rồi nó mới rước từ xa nó chạy vào nè anh em. Bye.
Bye.
Thuộc giò anh em ơi, đuổi lên sửa giò lại thu phục em nói về đội coi. Mời anh em xem đưa em nói về đội trong 1 phút 30 giây.